Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Rồi chào bạn Cái Tâm ơi. Thì lời nói đầu tiên cho anh em kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi anh em mình tiếp tục đi thăm bãi gắn cả nhà. Đi thăm bãi gắn Huyền Thoại. Khu vực dưới mấy cái dưới nhà mình cách mấy cây số. Anh em mình tiếp tục đi rồi đi thăm thôi. Nãy giờ mình cũng thăm máy tay mà không dính các bạn. Nãy giờ có máy tay không dính thì mình không có máy cho mấy bạn xem. Vậy thế nào? Lâu lâu mình bấm máy lên nè. Quay cho mấy bạn xem nha. Rồi, tay này dính rồi. Còn cái gì vậy? Hả? Lái. Lái hả? Cái khu trên đây ít có không nữa. Lái gì nữa. Lái to nha mấy bạn. Ồ, chị sống không? Sống không? Sống. Ngập đầu đó. Rồi nha các bạn. Thấy, mấy bạn thấy mấy bạn thấy bãi lưới nhìn thấy sướng không dính đậm đá. Dính nằm phê phới. Còn không dính lộn nổi. Trời bụp bụp á. Con này cũng hiền. Có hai con bữa hổm hụng ghê, hai con bữa hổm chỉnh cắn em luôn đó anh thấy không? Bắt con cắn luôn. Con này hiền. Em lái đầu tiên nha cả nhà. Này mấy bạn thấy gắn nó có trứng không nè, có trứng bụng nè. Để bữa hổm mình gắn đẻ cái mình nói cái không ai tin mình cho mấy bạn nè, có trứng này thì nhiều khi để lâu thì nó đẻ thôi mấy bạn, có gì đâu. Nhiều lúc mình đem về mình bỏ trong túi hay qua sao dồn chừng về 5-7 kg, 10 kg rồi mình mới bán lặn cái nó đẻ luôn mấy bạn. Dòng bữa nay hai anh em mình trúng mẻ lớn nha cả nhà. Tại hôm gậy mưa rồi nắng lại nè, nắng lại được 2-3 ngày rồi. Nghe đâu nãy vợ mình nói đầy chuẩn bị kêu vô bão số 6 gì nữa. Từ vô vừa tính xăng thứ thêm thì nghe nói cái hết hàm mấy bạn. Đâu mà chưa kịp đi nữa thì tới nữa rồi. Bão mình dắt không được mấy bạn ơi. Bão mưa gió đi chợt lên chợt xuống té cực lắm cực. Con này chắc độ mới dính ha, thẹo nó cũng còn mới nè, chưa có ấy nè, chưa siết không. Quăng. Rồi con bà này bà muốn gạt đẻ chứ không phải giỡn rồi nha. Không bụng nữa bạn. Con này là cỡ 4 lạng nha mấy bạn. Rồi, em lái đầu tiên. Rồi, mỗi em lái đầu tiên nha cả nhà. Lái đầu tiên của luồng bẫy này nha. Rồi em mình sửa lưới để dăng lại nha cả nhà. Mình bấm tạm dừng đây, nào có nữa mình bấm máy lên quay lại cho cả nhà xem nha. Này ta lưới này em mình nó phải dày lên cao chút bạn. Bảo tay trừ hao nước lên. Rồi, tạm dừng ra đây. Mời mấy bạn ăn mình cái ổi nha. Ổi này tôi kêu là ổi xả lị gì nè mấy bạn. Ổi ruột đó nè. Ngon quá. Có cái ổi của con chuối rồi. Nắng quá. Tay đằng đó bữa hổm hổ hành mà tới nay chưa dính luôn ta. Bờ này có mà có cưng còn văng không? Đó, trời ơi chết trời. Bữa nay ngày chẳng chết thì chỉ chết quá trời chết các bạn ơi. Ngủ bự ngủ. Coi, còn biết không? Ê còn sống hả? Còn sống. Sống hả? Sống. Chết rồi. Mới chết. Ủa? Ờ trời ơi. Chết rồi, mẹ bị con gì cắn mấy bạn. Ờ, mới chết. Con ngựa này nhỏ hơn nhỏ. Chưa bự hung, con này chắc cỡ nửa ký 600 g mấy bạn ơi. Để nhổ lên nữa về lướt xích lên luôn ha. Lướt còn sống. Đấy, nó câu câu vô cái sống. Này mới chết rồi nha mấy bạn.
để mình xử lý nó bạn ơi. Mình thử coi. Còn yến. Chứ sao? Đàn chỉ tôi cũng không gì hết bạn. Trời nó còn dính nhẹo. Trời có ăn cũng đỡ mấy bạn ơi, đỡ không dính. Có dính vui rồi. Chết về mặn thịt. Ê con cá mối. Chụp xuống. Chụp dưới giò nè. Tạc tạc dưới đó. Nháy. Chào. Tưởng gắn mối người liều gì. Con này gỡ ngược lại khỏi đỡ hư lứ các bạn ơi. Ôi, nó chạy chết rồi, mình hết sợ nó chạy vậy các bạn ơi. Đấy. Rồi, bữa nay anh em mình trúng mồi luôn. Đúng luôn. Đây có mồi nghe bạn. Đó. Đó. Thành quả được nhiều đó mấy bạn. Hai chú. Ôi, có mồi bán nữa nghe cả nhà. Thì cử rồi như mình 4 con mà 2 con chết nữa hả? Cứ gọi tới 7 con lận. À 7 con. 7 con lận, 4 con sống, 3 con chết. 3 con chết. Ừ. Hôm cái cử mình mới đây nhất kìa. Cử mới đây 4 con. Ừ. 4 con. Mà như 2 con chết không? 2 chết, 2 sống. Quá. Dàn ẻo trời, chết ủng ghê thiệt. Cái này mới hồi nãy anh tưởng nó còn sống luôn. Đó. Ừ, nó bị nó mày xuống đó chắc không ai thấy. Bữa ấy bữa rồi thôi anh em mình dăng lướt đây có dính mình bấm máy tiếp nha cả nhà, tạm dừng đây nha. Nãy giờ thành quả là 2 chú rồi. Đó. Một chú sống, một chú chết. Chú này nữa về anh em mình có mấy fan hâm mộ hẹn ngày để nữa anh em mình sẽ hẹn ta một ngày rảnh mới được nha cả nhà. Anh em mình sẽ làm món lẩu gắn khổng lồ để đẩy mấy fan hâm mộ nha. Đang cắt lúa cả nhà, đi gặp cắt lúa nè. Gặp mình ở đây đi bắt chuột đá luôn. Đây không ai bắt chứ. Má đang cắt mà không ai bắt kìa. Thôi mình đi thăm bẫy tiếp thôi. Tiếp tục cái bờ này bữa hổm dính gần gắn hôn ngựa đẻ đó cả nhà. Ủa gắn lấy đẻ đó, cái không may. Hả? Ê, những nước. Nó dính thì chặt nó khỏi quắn. Ờ, nó muốn sảy luôn hả trời? Không có sảy thì không sảy mà để nó quắn luôn nữa. Ô gắn nước bự. Ôi ôi đỏ ao luôn các bạn ơi. Bự kìa. Khỏi đem lên nha anh hai. Cái này dính ít thì gỡ đây luôn đi. Ừ gỡ đi. Gỡ đi. Về gần gần đây. Ôi ôi nước bự các bạn ơi. Quá ngon các bạn ơi. Dạng hẻo. Vậy mà mấy bà ổng bữa hổm mình thấy tát mà bắt không được nữa không? Chui trốn rồi tới giờ dạng dạng nó mới chịu đi. Quá ngon. Còn thứ ba nghe cả nhà, con này mới dính à, mới vô được có mắt hay mắt à. Vậy dễ gỡ một chút mấy bạn, gỡ tung lưới dính quăng chết. Chơi cũng khó ăn lắm mà không phải nó muốn lùi lại gà được gà đâu, nó nung tới nó mới lùi đó. Ừ. Rút lại ha, câu cây rút lại, câu cây rút lại lấy nhiều khi thủng lưới luôn. Ừ. Mà con cỡ như con này không thủng nổi đâu, ta lưới này nằm trong mát đâu mục. Mấy ta lưới mà nằm ngoài nắng, ngoài mưa, nắng mưa mà trời gậu xuống á, chừng văng chừng 3 tháng cái lưới nó mục dễ chứ. Cái này là chung giá luôn hay gì không? Bắt đại giá. Ừ, cái gì?
hay nó mắc hơn? Nó rẻ hơn á. Gắn cỡ này thì chắc cỡ cỡ giá đó, còn nhỏ hơn là rẻ hơn á. Bự hơn thì nó mới mắc hơn. Bự con 600-700 gram á, nửa ký được. Con này bự vô. Con này chắc được cỡ gần nửa ký chứ không không hơn đâu. Con này mua ăn là quá ngon luôn nha các bạn, tại nó mới dính là nhìn đá kìa. Vàng ẻo đỏ ché. Rồi đem vô đi rồi xử lý lưới lại. Rồi luôn. Rồi, cái lưới dính rất đơn giản nè, nó ngon luôn các bạn ơi. Nắng quá nắng, chá nắng. Khỏi chụp nổi gì đi. Hồi chút xíu về mình tổng kết nha các bạn xem con thứ ba nha. Rồi, quá ngon cắn nước. Vậy có tài nào không? Dính không? Rồi, mình đi đến tay tiếp theo thôi. Khu này là khu ao cá, ta nuôi cá nha cả nhà. Cái này quá trời nắng nữa. Quay chắc nó hơi chá nắng quá. Cái tổng quan này đây mấy bạn phải tặc đừng có lượt mình nha. Rồi anh em mình nó đi thăm cái luồng bên đó có mấy tay, mình đây có 1 tay nha cả nhà. Lại xem mấy tay này có dính không. Đây được mình đi này có 1 tay nè. Xem có dính không nha. Em mình nó qua bánh nó thăm cái luồng bên đó rồi. Gắn ở đây cuốn này. Chấm chắc ngay tay lưới của thằng em mình nữa. Đây, chấm tay dính rồi các bạn ơi. Nè. Đó. Rồi tay này không dính cả nhà, nghe mình thăm bánh thì có dính nên kêu mình qua quay cho cả nhà xem. Rồi giờ thì mình đi vòng bánh thôi. Rồi ở bánh có dính nha cả nhà, nghe mình mắc ra kìa, nắng mắt mình qua có dính nha cả nhà. Bây giờ mình đang đi dính đi qua bên nó nè. Mới thấy nó quá quá rồi. Rồi tới dính mình bấm máy cho. Và cho tay lưới dính. Rồi mình lại tay lưới dính nha mấy bạn xem. Ngày nãy mình đi bển nghe mình mắc qua dính rồi nè. Nghe mình nó gắn nước. Ở đây có người nên mình nói hơi nhỏ nha. Ừ, đây có người ta. Có cái chạy, có chạy bên đó đó mấy bạn. Nói có nhà bên đó đó. Nên là mình nói chuyện hơi nhỏ nha. Nước. Rồi. Con này nó không vàng mà nó không đỏ nha các bạn. Con này con ngáy. Con này nó đỏ chật. Rồi, dính đi. Trời nắng. Con này hung nè. Này cắn. Con quăng này quăng. Con này con thứ tư không? Ừ. Còn hai con gắn nước, con này mấy bạn đừng có nghĩ mình gắn vô ngang hơn, bắt con kia cho mấy bạn coi. Con kia đỏ hơn con này. Con kia đỏ hơn. Ở đây có nước, ở đây dằn còn ba ngày ba gắn kia bắt hết. Quá trời nó mập, nó uống nu trời. Gắn nước mà nó uống quay. Có anh ta nè, anh em mình không có nói chuyện lớn được nữa nè. Đặt cái này gần nhà, gần cái chạy. Tại mình mắc lưới, mình rút nghiệm mấy bạn. Dính mắc lưới rồi. Thì thăm bữa không dính nào, chuẩn bị con hai con bị tao bắt. Này thứ này cũng khổ lắm. Ồ, bữa nay anh em mình đi thăm bẫy gì là ngon rồi nha cả nhà. Cũng còn đâu gần cái chục tay nữa đó. Không biết có dính không thôi nha, nó chịu dính này. Dính chục tay mà hai con nữa thôi là anh em mình nay trúng lớn. Nay về mấy mình bắt lên cho mấy bạn xem tổng kết để nhiều khi mấy bạn không biết nó làm gì dính nước hoài.
kinh ai thì làm gì làm, chứ kinh mình nhất định vụ đó không làm mấy bạn ơi. Có nhiều mình quay nhiều cũng có thôi, có mình nghỉ quay là trải nghiệm cuộc sống thật sự. Mập đã quấn vô cả mỏng quấn chậm chậm em chụp cái khúc nó quấn này một tay vô ra đá cho tháo nó không ra luôn, nó xiết mình ra đưa đuôi ra nè, quá trời đá. Không cho mày quắn nữa. Tay như vậy đó không được. Còn nữa không? Còn nữa không? Dính quá, còn quắn gì lắm quá. Dính mình phải quay liên tục vậy nha cả nhà. Tại sợ cảm nhiều khi mình xử lý hay chậm. Sợ nhiều khi cả nhà nó mình bắt con cắn khác nên mình xử lý. Mình xử lý nên mình quay liên tục. Cái gì cả nhà cũng thông cảm. Cái gì tiếp không? Rồi về đứt rồi đó, thắng ở giữa gai gai. Quá trời mập. Có ông anh ông đang nhấp cá bên đó. Cái chạy đó nên mình không có nói chuyện lớn được. Các bạn ơi, cho các bạn xem trước khi rồi mình ăn. Đây một con vàng đỏ này nè, con đỏ nữa, con này đỏ này nè, con này con trắng khác. Đó, con này đỏ. Là ba con với con chết là bốn rồi không? Ừ. Con người con chết. Người chết. Khoảng 2 giờ nữa mình cho mấy bạn xem. Bốn con cả nhà. Mà có thành quả được cũng khỏe rồi các bạn. Ôi để vô cây có lên ký liền. Đã hai con nước. Ồ hai con gắn nước. Cái nước này người ta hay gọi là gắn gì đó, gắn gáo hả? Gáo. Khá khá cả nhà. Con đó que đó. Con trắng. Con gắn lãi vàng vàng nè. Con đó là nó dính nếp bẩn. Rồi, em mình xử lý cho tài lữ lại rồi. Đi thăm mấy bẫy còn mấy cái còn mấy tay nữa hả cả nhà. Tay về tới nhà mấy bạn ơi. Rồi, mình xin bấm dừng tại đây nha. Tại gần nhà ta không có nói chuyện lớn được nha cả nhà. Ở trong đây có con tay nha cả nhà. Tay này được rồi, dính con rắn lạ đó, rắn vàng tươi đó. Anh em mình vô thăm ơi xem sao. Hy vọng là lụm em hoàn thành đây. Rồi dính con lạ. Ghê hả? Rồi, không dính nha nhà. Đi qua mình đi chậm sen tiếp tục. Còn mấy tay nữa hết rồi. Đấy, chứ không phải chậm sen nha cả nhà. Qua mình đi thăm mấy tay nữa về. Chậm tao bắt chết luôn à. Đây hồi mấy bạn mát cái chết mình luôn ạ. Rồi cho anh em mình tổng kết clip này luôn cả nhà ơi. Rồi, được 4 con mấy bạn ơi. Hai con ngắn nước nha cả nhà. Hai ngắn nước, một em lãi. Còn con ngựa thì chết ngắt mấy bạn. Chết nãy nè. Rồi này thì được có mới gắn mối lên nhấn quay nè. Rồi, con máu. Rồi này hai con hai nước. Hai con gắn nước cả nhà. Quay lại tại nó vô nó cắn lộn nhau cả nhà nên là nó có máu. Quay căng cả. Con gắn nước nó hùng quá cả nhà. Với còn con gắn lái nữa mà. Đó. Đây, à, bữa nay với một con chết đây. Con chết là 4 nha cả nhà. Này nó hơi tối á. Tối. Đây, rồi qua mấy này đi xem. Đây. Đó. Con quả của ngày hôm nay. Gì sáng xin đây. Đó, thành quả của bữa nay là 4 em nghe cả nhà.
Rồi, thành quả bữa nay là bốn em nghe cả nhà đây gắn nước. Nó cắn lộn này mấy bạn thấy không? Ôi ôi, nó cắn lộn. Gắn này đỏ nè, gắn đỏ nó không hùng chứ gắn này không. Còn gắn trắng. Còn lãi. Ta hay còn gọi là kêu gắn hổ mây với cả nhà. Với con ngựa mà ngựa nãy chết rồi. Gắn héo luôn. Rồi thôi cho anh em mình kết thúc cái clip này nha. Thành quả là bốn con với số gắn mối. Rồi cho anh em kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm động lực như tinh thần làm những video tiếp theo nha. Được quen biết cả nhà cũng như được sự quan tâm của các bạn là niềm hạnh phúc cũng như là trong lòng của anh em mình rất là vui nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi, bye bye các bạn luôn.